Hello, chào các bạn. Hôm nay ngồi bên phải mình là anh Kalim, Kalim đẹp trai. Chào mọi Một người. người em thường xuyên lên video của mình hay đi tour ha. Nay mình gắn cho anh Kalim nè, camera tới quay gắn cho anh Kalim luôn. Các bạn thấy cái mic hôm qua mình khui hợp không? Có gương mặt Kalim vô ngầu không? Còn đây là cái mic của mình nè. Đó. Rồi, hôm nay mình với Kalim sẽ khui hợp một cái máy pha cà phê rất là đặc biệt các bạn. Hồi xưa giờ như các bạn biết ha, thì anh em đi camping thường là chơi những cái thể loại pha cà phê này. Đó, đây là những cái máy gì Kalim? Đây là Mocapot, Mocapot các bạn nhưng mà à. thiết kế cũng rất là đẹp. Anh em CBC rồi Kiệt Lê rồi đó, Kalim rồi đó là hay chơi cái Mocapot này. Đó, thì muốn xài cái Mocapot này thì các bạn phải đầu tư cái ấm Mocapot, rồi Cái bếp. là bếp ga, rồi bình ga, rồi là cái bình nấu nước, rồi lại máy xay cà phê các kiểu rồi ha, rất là nhiều thứ. Rồi những cái hạt cà phê này kia ha, thì đây là một cái máy nó rất là hiện đại, cái thời nay là thời công nghệ đó. Thì trên thị trường theo Kalim biết thì ngoài cái hãng này thì còn Thì có Wacaco rồi à cũng có thêm nhiều hãng khác nữa, ừ nhưng mà hiện tại ở thị trường Việt Nam thì nhiều người biết tới là Wacaco thôi, Wacaco là của một cái thương hiệu của Đài Loan à chuyên làm mấy cái máy pha portable. à Thì họ cũng có những cái máy pha theo cầm tay mà ừ bơm lực nén bằng tay, ừ rồi cũng có máy pha bằng pin đó. ừ Nhưng mà đây lần đầu tiên cái máy pha bằng pin chính hãng các bạn. Cái thương hiệu của nó là Altin. Thật ra đây là chữ là out và in á. Đó, nhưng mà mình đọc là Altin. Kiểu vô Đây và ra đó, vô và ra các bạn. Rồi, hai anh em khui hợp cho các bạn coi cái máy pha cà phê bằng điện nó như thế nào ha. Cái máy này dành cho anh em nào thích camping, outdoor đi chơi. Đó. Thì sản phẩm chính hãng chính thức đã có mặt trên thị trường Việt Nam và tại Mai Nguyên Rider Store. Rồi cả Liêm cầm cái máy chính thức đó. đây đây là cái máy. Còn bên trong này các bạn, sách hướng dẫn nè, cái chứng nhận và cái hướng dẫn sử dụng nhanh nè, rồi đây là cái phụ Đây kiện nè. đây là một cái phụ kiện để pha capsule. Ừ. Đây một cái muỗng múc cà phê, bột cà phê và kiêm luôn cái cục nén. Đó. Một cái dây sạc và một cái cốc để mình chiết xuất vô luôn. Mình chiết xuất trực tiếp vô cái cốc này. Dây sạc nó cho mình là C2C các bạn nha. Các bạn gắn vô những cái củ sạc đời mới bây giờ sạc cho nó nhanh. Và đây là Và cái đây là cái máy. máy, thì trên máy này có gắn sẵn một cái phần filter để chiết xuất với bột cà phê. Thì cái máy này nó hay ở chỗ là nó có thể chiết xuất được với bột cà phê một này, với thứ hai là bằng capsule này, cho những người không có thời gian và không có điều kiện để đầu tư một cái máy xay đó, thì mình sẽ mua một cái cục capsule mình bỏ vô đây và chiết xuất luôn, không cần phải xay. Thì mình đem cái cục capsule đi cũng rất là dễ, tìm mua cũng dễ luôn. Còn cái filter cà phê này thì hãng cho là với một cái định lượng là 5 đến 6 gram đó. Mình bỏ vô đây mà mình chiết Đủ xuất một thôi. cấp đó, Đúng rồi, đủ một cấp cho đủ một một cấp một buổi người sáng buổi đó. sáng. Thì cái này là vừa pha được cà phê mình từ hạt xay ra mà vừa pha được cái cà phê dạng viên nén, đúng không? Đúng rồi. Viên nén thì bây giờ thị trường Việt Nam mình mua dễ không? Dễ anh. Dễ. Đi ra mấy cái cửa hàng bán phụ Ừ. kiện cà phê là có ấy. Starbucks có. Starbucks có luôn, Ừ. Starbucks. Nhưng mà Starbucks thì cái style của họ là viên nén từ 8 đến 9 gram Ừ. nên rất là bự. Thì muốn dùng cái này thì ở Starbucks không có. Ừ. Mình chỉ ra ngoài mua thôi, ra ngoài thì rất là nhiều. Ở bên nước ngoài thì cái dạng viên nén rất là nhiều, thì họ để sẵn trong cái những cái sảnh khách sạn. À, mình xuống mình ăn sáng rồi mình bóc một cục đó mình bỏ vô máy, mình bấm cái là mình sẽ có cà phê uống. Thì cái máy này họ trang bị đầy đủ cho người dùng luôn. Rồi Thì nói một người chút về tính năng Kalim ở trong cái quyển này. thì tính Đây. năng của cái máy này là vừa chiết xuất cà phê mà có thể làm nóng được nước trong này luôn, là nó Ừ. có thể đun sôi được nha, Không nó tự cần đun sôi. đi chơi, không cần đem mấy cái này theo. Đúng rồi, Không cần đem nước không không sôi. cần đem theo nước sôi Không cần đó. bếp, không cần bình ga, là chỉ Thì cần sạc đầy pin thôi. đúng rồi, sạc đầy pin. Nếu mà mình dùng nước lạnh á để làm nóng để chiết xuất á, thì nếu mà mình dùng 80 ml thì chỉ chiết xuất được 2 đến 3 ly thôi. Còn nếu mà dùng 50 ml chiết xuất thì mình có thể là dùng Năm được 5 ly. năm ly Còn nếu mà năm ly dùng các nước bạn nóng nha, mình đun nước nóng xong mình đổ vô đây
thì một cục pin của cái này nó có thể chiết xuất 200 ly. 200 ly, nếu mà dùng nước nóng đổ vô và bấm nút thì trong vòng 3 phút là các bạn sẽ có một ly cà phê thì được 200 ly. Tại vì lúc đó là nó không cần phải dùng pin để nấu nước, đúng rồi, để nó chiết xuất. Còn nếu mà nó dùng pin để nấu nước để chiết xuất thì nó sẽ hao pin hơn. Viên pin bên trong này có dung lượng là 7500 mAh. Đó, còn mấy cái thông số này các em đọc sơ thử. Cái theo nhà sản xuất công bố là cái máy này có thể tạo ra một cái áp suất lực bơm lên đến 23. Trọng lượng của cái này là khoảng 670 gram. Với một cái định lượng, một cái filter này là từ 5 đến 6 gram cà phê. Từng được 5 đến 6 gram cà phê. Sạc bằng USB jack. Rồi một vài thông số cơ bản thôi. Cái này chống nước luôn. Chống nước IP67. IP67, cho nên là khi các bạn sạc xong các bạn nhớ đậy cái nắp cao su này lại ha. Nó cũng giống như những cái thiết bị khác, điện tử khác ha. Thì cái viên pin dự phòng ở trong này. Và khi mình bật cái nguồn thì mình bấm cái nút này. Đó. Thì nó sẽ... Nó kêu bíp. Nó kêu bíp thì nó đang... Nó khởi động xong rồi. Khởi động lên. Còn khi mà chiết xuất là bấm cái bục click. Còn nếu mà làm nóng á, mình giữ 2 giây. Giữ 2 giây là để làm nóng nước và đun sôi. Còn nếu mà chiết xuất là bấm double click 2 lần là nó hiểu là mình sẽ chiết xuất. Thì cái máy cũng khá là đơn giản để sử dụng nó đối với người dùng. Như một cái bình nước vậy thôi. Nhưng mà trong này có pin, có tất cả mọi thứ để các bạn pha một ly cà phê mà không cần nồi, bếp, bình ga hoặc là tất cả những cái thiết bị khác đang... Các bạn thấy là nó rất là truyền thống, bao nhiêu năm nay anh em chơi campin là phải đầu tư mấy cái thứ trên bàn này ha. Thì bây giờ thay thế bằng một cái bình này. Đó. Thì để review thêm, thì cái phần bên trong đựng nước này của cái máy này rất là xịn nha, nó bằng inox. Còn mấy những cái máy mà trên thị trường là bằng nhựa luôn. Này, quay còn cảnh các bạn thấy ở trên nó có một cái vệt và đó ghi chữ maximum. Maximum là 80ml. Rồi ở dưới là 70. 50. Dưới nữa là 50. Tùy theo khẩu vị. Tùy theo khẩu vị mình pha. Uống nhiều ít. Uống nhiều hay ít. Muốn đậm hay nhạt. Đổ nước vô. Đó, đổ nước xong vô đây. Xong bằng cái nắp này lại. Dạ. Cái nắp này không vặn. Không có ấn vặn. Rồi, ấn rồi. Ấn vô một cái thôi. Thì cái cao su này nó đủ để nó... Nó bịt kín. Bịt kín nước lại. Đó. Rồi, ở trên này mở ra. Làm sao? Xoay ngược chiều kim đồng hồ. Xoay ngược chiều kim đồng hồ thì nó ra cái nắp này. Cái nắp này nó có cái filter. Có cái filter. Đẩy vô đây. Filter thì mình khi mà mình bỏ cà phê vô mình để vô đây là mình vặn. Vặn cái nắp này lại thôi. Tức là nước ở bên dưới đáy của cái bình này thì nó sẽ bơm và tạo áp suất, nó chiết xuất qua cái bã cà phê đi ra ngoài. Rồi ra đây. Đó, nó bơm, nó tạo áp suất ở trong này. Rồi nó đẩy lên. Đúng rồi, nó nén qua cái bột cà phê. Nén qua bột cà phê trong cái filter này. Sau đó nó đẩy ra cái... Nó chiết xuất ra ngoài. Chiết xuất ra này. Thì lúc đó mình... Để vậy này. Chút cái đầu thì xuống. Cái này nó sẽ như vậy. Đó. Nó đã chiết xuất ra đây luôn. Sau đó mình đổ ra ly. Không, mình để im rồi này. À, để im nó tự chảy ra đây luôn. Tự chảy ra luôn. Còn cái này là mình đông cà phê. Đúng rồi, đông cà phê. Còn cái này là capsule. Capsule. Thì nó cho hai cái lựa chọn cho capsule để làm gì? Cho nhiều lựa chọn người dùng có thể chọn. Thì capsule là để khi mà mình không phải mất tiền đầu tư một cái máy xay thì mình mua capsule. Capsule mình cà đem phê theo. Viên nén đúng không? Đem theo mình không cần phải rườm rà xay. Lúc mình pha mình đặt cái cục capsule vô đây. Rồi. Xong mình chiết xuất thôi. Chiết xuất xong mình dục cái cục luôn. Rồi. Và mình pha được thêm, mình không phải vệ sinh nhiều. Còn cái này thì hơi rườm rà. Khi mà chiết xuất xong á mình phải đi vệ sinh nha. Mình phải đập cái bã này ra ngoài này, xong vệ sinh cái này rồi mình lại xay cà phê mình bỏ vô. Để mình chiết xuất cho người thứ hai hoặc là người thứ ba thì nó mất thời gian hơn là cái capsule này. Capsule lúc mình bỏ vào mình ập xuống này luôn. Đúng rồi, ập vô. Ập vô. Ập vô là chiết xuất thôi. Không, ập vào đây. Ngược lại, đúng rồi. À. Thì cái capsule để lên đây. À, để lên mặt này. Đúng rồi, nó để như vậy nè, đó. À, xong vặn lại. Vặn lại thôi. À, ở đây mình, này không có đem capsule theo đó. Đúng rồi. Capsule là cà phê viên nén họ làm sẵn. Cái này để hẹn video sau đi. Video sau mình sẽ làm cái capsule rồi, này. Bây giờ mình đi, còn hôm nay mình trải nghiệm bằng cái filter này. Giờ mình có cần đi vệ sinh không? Không đâu. Không cần ha. Không cần phải không? Sạch sẽ đó. Dạ. Đây khăn lau nha. Anh Bình, cảm ơn hộp khán giả anh Bình. Đây sau có ba khán giả các bạn đang ngồi chờ uống cà phê. Anh Mạnh, đó, anh Bình, Mạnh Phở với anh Bình Bông với
khán giả nhí đang ngồi chờ mẻ review rất là chân thật. Đây bây giờ đang, bây giờ pha đang chờ mẻ cà phê, cà phê hạt này luôn. Đây cà phê hạt Starbucks ở nhà mình mới đem ra. Starbucks nhưng mà là hạt từ Đà Lạt nha. Hạt từ Đà Lạt các bạn. Đà Lạt của Việt Nam nha. Rồi cà lim khôi luôn cà lim. Đây. À, cắt đó. Luôn ha. Cắt luôn. Cắt luôn, đây lau chùi sạch sẽ. Không, em khui kiểu này để tí bảo quản nó dễ. Đó, cà phê hạt bỏ vô máy quay tay các bạn. Thì giờ mình sẽ coi cái mức xay này. Thì mình đang để cái mức xay này rất là mịn. Thì để mình test coi cái máy này có đúng như là 23 không. Có thể chiết xuất được cái mức mịn này không. Còn nếu mà không chiết xuất được mình sẽ giảm. Tức là vừa pha mà vừa test máy luôn. Đúng rồi. Để coi cái họ quảng cáo đúng hay không. Cả Liêm rất là kinh nghiệm trong cái ngành pha chế cà phê các bạn. Các bạn nào mà có nhu cầu mở quán, cần set up, cần tư vấn về cái quy trình làm một cái quán cà phê thì Cả Liêm có thể giúp các bạn hết ha. Từ đầu tới đuôi, từ một cái quy trình set up quán, vận hành quán cho tới nhân sự luôn. Đúng không Cả Liêm? Dạ. Yeah. Đây cho các bạn coi lại cái capsule ha. Capsule này là sử dụng cái viên nén 5g thôi ha. Nếu các bạn dùng cái viên nén 7g là không có vừa. Đó các bạn bỏ vô trong này. Còn đây là cái filter đựng cà phê này các bạn. Thì giống các bạn tưởng tượng là giống như cái pha phin vậy đó, nhưng mà mấy cái ở dưới này cái lỗ li ti. Này nó có filter đó. Nước nó đẩy lên ha. Nước nó sẽ chiết xuất qua đây, nó nén có một cái áp suất đẩy qua. Đẩy qua. Thì khi mà chiết xuất qua một cái bột cà phê mịn như vậy thì nó phải làm một cái lỗ li ti này để hạn chế bớt cái cặn cà phê đi xuống. Đó, mà cái công nghệ làm mấy cái lỗ này này không phải đâu cũng có thể làm được đâu. Khó lắm không? Rất là khó. Cái lỗ li ti bên trong này. Xong hiện rồi. Tại mấy cái filter mà đỉnh cao của thế giới thì là bên Ý họ làm. Và cái độ chính xác rất là cao. Chịu khó quay tay các bạn. Vận thì may nếu sẽ mà đến. Mình pha bằng capsule á, mình đỡ đi cái công đoạn rất là nhiều. Cái xay mà cà phê mà xay mịn á rất là lâu. Như mình mà quá bận biểu trong cái quá trình di chuyển các bạn, ví dụ hôm nay mình chạy 400-500 cây giống ông Bình nó bào dữ lắm. Cho nên là phải mua cái capsule. Cái capsule đó. Đây, giờ đó. Mình xay xong rồi này. Thì người ta đã xay sẵn cà phê rồi, người ta bỏ trong một cái bịch sẵn, đóng gói sẵn rồi. Mình chỉ cầm đây. Cái mình dục vô đây, mình bấm cái 3 phút mình có ly cà phê. Mình sẽ đông vô đây. Vậy. Mà không đông được. Không đông được phải không? Để em lấy cái này đi. Rồi. Cái ly bự đổ này. Giờ. Đây cái cà phê hạt mà các xay. Bạn cà lê mới vừa xay xong luôn. Này còn mới á, nên thơm. Wow, đã quá. Luôn. Một cái bịch này giá không nhiêu? 330.000. 330.000 Starbucks. Ừ. Bán nè các bạn. 250g. Cà phê hạt đã rang Việt Nam Đà Lạt, nhưng mà Starbucks họ mua ha, họ mua lại họ bán trong cái cửa hàng Starbucks Research ha. Cái này là Arabica từ Đà Lạt đó. Arabica từ Đà Lạt. Thì một cái phễu như vậy thì nhà sản xuất họ nói là từ có cần gạt xuống gì không? Có coi. Từ 4-5g. 4-5g cà phê. Có cần mình đè nhấn xuống giống dạ như không. Mình sẽ bỏ vô đây này. Đây này. Giờ mình lấy ra này. Cái này là cái đông đó. Đông đó. Giống như là cái đông gạo các bạn. Khi mà đập xuống rồi mình phải nén. Nén đó, thấy không? Thì cái này nó sẽ hơi phức tạp đối với cái người mà không chuyên á, không chuyên đó. Thì cho nên họ mới cho một cái capsule á, đúng rồi, thì mình có thêm một cái sự lựa chọn đó. Mới đúng không, khi mà pha bằng cái phin này nó rất là dơ, không sao cà phê nó thơm đó. Sau khi mà các bạn đông nó đầy cái này xong rồi nén xuống, xong mình ập xuống và lấy cái đáy đúng của rồi, cái này mà nó tích hợp nhiều công năng trong xuống. Một cái đó. Này nén nó bằng xong rồi mình gắn vô đây. Gắn vô cái nắp này. Đúng rồi. Nắp giờ... này cái nắp cao su các bạn nha. Ấn vô rồi. Nó có những cái lỗ ở đây nè. Để nước cho áp suất và nước đi nó đè xuống. Rồi. Bây giờ mình sẽ đông nước vô cái này. Rồi đông nước. Bây giờ ly đầu tiên cho anh Bình đi, muốn uống bao nhiêu anh Bình? 50ml. Ok. 50 chiết xuất ra khoảng tầm 25. Đây. Nước la vi đàng hoàng, nước lạnh. Rồi bây giờ đó, mình các bạn test bằng nước lạnh luôn, test bằng để nước cho lạnh. Nó chiết xuất coi khoảng bao nhiêu lâu. Nước lấy tủ lạnh, anh Bình mới lấy tủ lạnh còn lạnh luôn các bạn. Cho nên là làm nóng nó sôi được cái này là tốn khá nhiều pin ha.
Để đó, coi nó chiết xuất bao lâu nha. Coi bao lâu mới được cái ly cà phê này. Bây giờ đây. Rồi sau khi bỏ nước vô mình đậy nắp lại thì đậy mình nắp lại, lật ngược cái này lật lên. Rồi mình phát này vô thôi. Vặn vô. Đây xong. Vẫn nhớ vẫn chặt nha. Vặn chặt. Để nó rồi. Kín rồi. Nắp cái này cái vô. Nắp này các bạn để lau chùi chút. À. Lau chùi cho sạch sẽ. Rồi. Đây đậy vô. Rồi. Rồi bây giờ bắt đầu bấm nút ha. Cái này là khởi động này. Đó. Giữ lâu. Giữ 2 giây ấy, là nó đang heating á. Ừ. Nó đang làm nóng. Chạy chưa? Nó chạy rồi. Nãy anh khởi động rồi đúng không? À, nãy bấm cái là sao nó tắt lại. Review như là nó kêu cái beep vậy là máy nó khởi động rồi. Còn giữ 5 giây thì mới khởi động lên. Ừ. Còn bây giờ mình giữ 2 giây ấy, nó đang làm nóng cái nước này. À. Thì khi mà nó làm nóng xong á mình sẽ cảm nhận được. Còn bình đây, thường nó bình ơi. Thường nha. 40 đó lên. Các bạn nghe nó rung 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 không? Thì lúc đầu mình bấm cái nó lên một cái nắp giờ đang chiết xuất rồi đó. Nó nhảy tới cái nắp thứ hai. Đó, nó chiết xuất rồi này anh. À nó chiết xuất rồi. Chiết xuất rồi các bạn ơi. Đây. Chiết xuất rồi nè. Để em nhấc lên rồi. Nhảy nhảy qua nhá. Đây. Đang chiết xuất đây. Wow, khá nhanh ha. Khá là thơm luôn. Con này chiết xuất tốt anh. Đó, đã chưa? Các lớp bạn thấy crema không? Rất là dày nha. Nấu... không có như là mấy cái máy khác nha. Lớp crema này nấu hơi nấu bằng đặc luôn nha. Nấu bằng nước suối lạnh, bỏ trong tủ lạnh luôn là nhanh á. Nãy giờ nhanh mấy phút mình? Được 2-3 phút à. 3 phút rồi các bạn. Nãy mình chưa nấu bằng nước đá nha. Xong rồi chiết xuất xong rồi. Đó. Nó chiết xuất xong nó tự tắt luôn nha. À. Mình không cần phải thao tác gì thêm. Tức là vừa... nó auto hết luôn. À, auto hết luôn. Nó có bốn cái đèn ở đây nè, nó nhảy từng cái, khi nó lên nó đầy bốn cái đèn thì bắt đầu nó giai đoạn chiết xuất. Ừ. Tức là bốn cái đèn nó full màu, tức là có nghĩa là nước trong này đã sôi và nó chuyển qua trạng thái chiết xuất thì nó sẽ đèn nó chạy qua chạy lại. Anh Nguyên thử đi. Rồi. Đây, anh nghĩ là nó chiết xuất tốt rồi. Chia ra. Đây các bạn, đây ly cà phê nè. Lớp crema rất là dày nha. Lớp crema dày, Kalem khen. Không có. Rồi, đầu tiên là mời hai vị khách đang ngồi chờ sẵn trước đây. Anh Bình. Là chục bạch hương, đây là ly cà phê đầu tiên các bạn. Hương cà phê chiết xuất ra rất là đầy đặn nha. Đây là rất sành điệu về cà phê. Bình anh nói chắc trang. Chắn là chốt điêu một con rồi đó. Bình Phở Trang có quán cà phê luôn nha các bạn. Mạnh Phở Trang. À lộn, Mạnh Phở Trang có quán cà phê. Tốt. Hương lên tốt. Hương vị tốt. Luôn, body luôn. Body tất cả mọi thứ đều rất là tốt. Ông kia bán ông kia thì bán bông. Body ở trong cà phê xanh, nó cà gọi cà phê là lắm. Cái vị đập đà của cái ly cà phê đầy đặn anh. Nó đầy đặn. Thế là tại vì cà là cà Arabica. Đúng rồi. Nó không bị quá chua, hậu vị ngọt, nó rất ngọt. Là ngọt, rất là tốt. Nói chung là máy này đáng đồng tiền á, đáng đồng tiền á. Nhanh nữa không? Anh Mạnh nói máy đáng đồng tiền. Đó là cái... bây giờ là đây, cái công đoạn mình vệ sinh này. Mình vệ sinh nè. Bây giờ mình sẽ tháo ra, tháo cái nắp này ra trước. Xong mình lấy cái này ra. Rồi. Đó. Thôi đi xuống dưới bếp này, đây, đi xuống dưới bếp quay cảnh vệ sinh. Không, mình ở đây luôn anh. Ở đây đúng không? Đây. Giờ mình khui này ra này, đó. Rồi. Thì cái bột cà phê khi mà chiết xuất nó sẽ như vậy. À. Mình đập cái bột nó ra thôi. Đây các bạn, sau khi mà mình nó chiết xuất xong ha, thì cái này đây nè, để nó làm lại nha. Đây. Đó. Nhấc lên. Đó, sau khi nó như vậy đó. Nó như vậy, đúng không? Đúng rồi. Rồi cái nắp nó như vậy. Đó, sau khi chiết xuất xong thì các bạn vặn cái nắp ra. Các bạn lấy cái filter này ra ha. Rồi các bạn rút cái này ra. Đó, rút cái này ra thì các bạn đổ cái xác cà phê ở đây. Thì giống như cà phê phin vậy thôi. Này, để em lấy đây. Đó, đây. Đập ra được không? Lấy cái khăn giấy này. Đó, rồi xuống rửa thôi. Còn ở trong này còn nước. Nếu mà mình rửa, không, đổ hết ra đây luôn. À, đổ ra luôn. Nó chiết xuất xong rồi mình đổ đây. À, còn dĩ nước chút xíu thôi. Thì thường chiết xuất là nó sẽ giữ một cái phần nước ở trên này.
Thì bây giờ mình sẽ đem cái này mình đi rửa cho lẹ. Rửa cho sạch. Ok. Rồi. Cho lên xuống bếp rửa. Đây các bạn, cứ một cái đèn nó chớp lên ha, từ số 1 tới số 4 cái đèn thì là nó tương ứng với mức nước nóng. Thì nãy giờ mình đã đo được là 3 phút 15 giây thông qua cái viên pin dự phòng này rồi. Đó, các bạn thấy không? Thì bắt đầu nó đang nhấp tới cái đèn số 4 rồi. Và nước chắc là đang nóng. Đó, đó anh nhấc cao lên để đó, nó tiếp thấy cái đường ra này. Nó lên thứ 4 là đúng 3 phút 30 giây. Nấu từ nước lạnh. Nấu từ nước lạnh, bỏ trong tủ lạnh. Chiết xuất ra này, thấy không? Đây. Và cái thì, mức cái chiết xuất này khá là dày và đậm nha, chứ không có như là nhiều những cái máy ở bên ngoài thị trường. Bắt đầu cái quá trình chiết xuất nằm ở 3 phút 30 giây các bạn. Mà máy đang chiết xuất với cái mức xay của cà phê rất là mịn nha. Nếu mà cà phê không mịn thì sao Cà Liêm? Cà phê không mịn thì nó vẫn chiết xuất được nhưng mà nó sẽ nhạt. Càng mịn thì nó càng đậm. Các bạn nhớ đừng có nén quá nha. Cà phê mà đã xay quá mịn mà nén quá nặng tay thì lát không có cà phê uống á. Đó, rồi hết. Chiết xuất xong quá trình rồi nha. Thì sau khi nó chiết xuất xong thì các bạn thấy là nó tự ngưng luôn. Tự động hết luôn. Tự động hết, tắt máy. Rồi, thì đây là cái thành phẩm. Một ly cà phê. Nhìn bên trong có cái lớp crema. Rất là dày. Rất là dày, rất là thơm. Đó, thôi cái ly này mời khách mới tới đi. Tới đây bạn Dương. Dương các bạn. Dương Trần đã vang lên bài thánh ca. Tới đúng lúc vừa xong ly cà phê luôn này. Thử miếng coi. Có cảm nhận gì không? Anh uống xong nó sẽ có cái aftertaste là cái hậu vị ngọt của nó. Nó sẽ có chua nhẹ. Chua nhẹ. Mà anh có cảm nhận nó có gắt cổ không? Không đúng không? Không thì cái máy này chiết xuất rất là tốt này. Thường những cái máy mà chiết xuất không tốt đó, nó sẽ tạo ra cái vị gắt ở cổ. Khi mà mình uống nó không có đi xuống dưới mà nó tạo ra cái kiểu như là hơi thế thế. Với cách uống này thì không cần đường luôn. Không cần đường. Thì nó cho một cái hậu vị ngọt. Uống về mới đã mới gọi là uống xong cái khoang miệng của mình nó cứ ngọt. Mà tầng được 8 gram. 8 gram hả? À, cái này được 5 gram. 5 gram. 5 gram. Thấm tháp gọi là tầng hương vị cà phê luôn. Nếu mà các bạn bỏ đường vô thì nếu mà các bạn thích uống đường ở nhà thì uống chút xíu thôi. Nhưng mà em nghĩ nha là thằng cái cục này có thể nâng cấp được này. Lên một cái số gram cao hơn. Hoặc là có một cái lý do nào đó mà hãng họ không làm, nó bự hết. Mà họ lại giới hạn nó nhỏ như vậy. Còn em nghĩ là nó có thể là do làm một cái máy. Tại vì nếu mà cái độ F3 nó cao hơn thì bắt một cái máy nó phải to hơn vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Chứ nên nói kiểu là an toàn thì khoảng 5 gram, 8 gram. Đúng rồi, đúng rồi. Dày hơn em nghĩ là họ đã nghiên cứu qua cái khoảng đó rồi. Rất nhiều rồi. Nếu mà các bạn nào thích uống cà phê sữa thì mang theo một cái tiếp sữa ông thọ nữa. Với một cái muỗng nữa là xong ha. Em thích đem. Cái này lắm, tại vì nó thực dụng á. Nó quá thực dụng các bạn. Đây là không một cái... cần đem theo gì nhiều. Phải nói là đây là một cái máy pha cà phê quá thực dụng trong cái thời buổi này các bạn, năm 2023 ha. Chúng ta chứng kiến không biết bao nhiêu cái sản phẩm công nghệ đã ra đời. Đó, như cái cục pin dự phòng mà lật qua lật lại thành cái đồng hồ nè. Rồi buồn buồn hết pin cái máy này, lấy cái cục pin này sạc vô cho cái máy cà phê này luôn các bạn. Rồi bây giờ có máy này thì rõ ràng là những cái rình rang ở đây. Những cái ấm moka bot, những cái bình ga, những cái bếp ga là... Mình để nhà mình hết, để không, nhà không cần là phải mình mua dành thêm. Cho những cái chuyến campin nó có thời đông gian, người hơn. Đông người và có thời gian. Còn nếu mà mình là một người chạy mô tô như mình như Kalim đi. Solo các bạn. Hoặc không, là đi một hai người thôi. Không đủ thời gian luôn mà thèm cà phê. Thì móc cái ghế ra, móc cái bình này ra và một cái chai nước suối. Một cái bịch cà phê đã pha xay sẵn luôn. Là có cà phê uống ngay. Quá tiện. Đó. Tức là mình mua mấy cái loại cà phê hạt này của Starbucks mình có thể là nhờ nhân viên xay sẵn cho mình luôn mà. Có nhiều lựa chọn là viên nén. Đúng rồi, viên nén. Viên nén thì đỡ phải vệ sinh hơn. Mình nén, mình chiết xuất xong mình quăng thôi. Rồi, chờ viên nén giao tới mình sẽ tiếp tục pha một đợt nữa bằng viên nén cho các bạn xem nha.
Bây giờ mình sẽ trên tay cái Nespresso capsule này luôn. Thì ở đây họ có thông tin là cái cục này sử dụng đến 80% là aluminum, có thể recycle này, phải không? Rồi cái một cái ống này là bao nhiêu và giá bao nhiêu kalem? Cái này thì anh Mạnh order em. Anh Mạnh ơi, một cái ống này là chứa 5,6 gram cho 10 viên, 10 viên. Một cái thanh này 10 viên. 10 viên. Thì một viên là 5,6 gram. Cái này giá nhiêu anh? 185.000 trong cho 10 viên thì chia ra 10. Có 18.000 một viên thôi. 18.000 một viên. Đó. 5,6 gram. Rồi nói chung là 18.000 ly. Đó, tính chẳng là 20.000 ly các bạn. Cái viên rất là đẹp luôn rồi đó. Thấy không? Nhưng mà họ dùng cái cục này chỉ có 20% là nhựa thôi. Đó, còn lại là bằng nhôm, có thể tái chế và bảo vệ môi trường rất là tốt nha. Thì cái bây giờ mình chiết xuất với cái capsule này với cái máy thì mình để cái cục capsule lên đây thôi. Mình để xong rồi mình đậy nắp lại là xong rồi, không cần phải làm gì nhiều. Đó. Bây giờ mình sẽ ấn xuống này. Đó, ấn nó xuống bằng như vậy nha. Nó lủng. Nó lủng là nó ở dưới đây nó có ba cái dao. Mình ấn xuống thì nó sẽ đục ba cái lỗ đây. Rồi mình đặt lên đây. Đó, cái này là mình nói lại chút xíu dễ hiểu, cái này là làm bằng aluminum ha, kim giống như nhôm vậy đó. Đó, nó đựng cái cà phê ở trong này. Thì các bạn đưa vô cái cục này nè. Cái này gọi là gì? Capsule này. Capsule nè. Mình nhấn vô, nhấn mạnh xuống thì nó sẽ có ba cái lưỡi dao ở trong này, nó cắt cái đáy này. Đúng rồi. Nó đục ba cái lỗ. Đó, rồi mình để đè xuống cho nó bằng cái mặt cái này. Rồi bắt đầu mình. Đây, mình để bên này. Đó. Bỏ vô đây luôn nha. Bỏ đây nè. Giờ mình để vậy ha. À. Xong mình để vô mình vặn. Đúng chưa? Khoan từ từ để coi. Đúng rồi đó. Nhưng mà để xuống đây thì đúng rồi, cái áp suất nước nó đẩy lên đây. Đúng rồi. Nó đẩy lên đây các bạn. Đây. Nó đẩy lên thì nó đẩy vô ba cái lỗ này, thì ba cái lỗ này nó sẽ thông qua ba cái lỗ mà cái máy này nó cái cục này nè, capsule này nè, cắt lủng cái bịch cà phê này ra. Đó, đúng không? Đúng rồi. Sau đó mình vặn lại. Rồi. Đó, đúng rồi, vặn chặt vô. Vặn chặt vô. Rồi, vẫn đổ nước bình thường đúng không? Rồi, đổ nước vô. Rồi, cà lim đổ nước 50%. Thì cái này là nó thay thế. Nãy giờ mình pha cái này bằng được 2 ly rồi nha. Ừ. Giờ đến ly thứ 3 này, coi có đúng như là nhà sản xuất quảng cáo không? Ly thứ 3 nước lạnh luôn nha. Rồi 50ml. Đó, cái này không cần vặn các bạn nha. Chỉ cần đưa vô in xuống một cái thôi. Rồi giờ giữ 2 giây anh. Rồi, giữ 2 giây. Để đây luôn. Giữ 2 giây, giờ mình đo lại nha. Đo lại. 1, 2, tít. Đó. Rồi bấm nè. Rồi, đó. Ok. Bắt đầu nó chạy ha. Thì để coi là cái ly thứ 3 này nó chạy được bao lâu. Ly thứ 3 này chạy được bao lâu? Em nghĩ là nếu mà cái ly mà pha liên tục thứ 2, thứ 3 thì cái phần này nó đã nóng rồi này. Nó sẽ chiết xuất nhanh hơn nhanh là cái ly đầu tiên. Cái ly đầu tiên nó phải làm nóng, nó warm up lâu hơn. Trong thời gian chờ cái máy này chạy này, mình nhá cái cục pin này cho các bạn coi. Cái cục pin này có thể sạc cho cái máy pha cà phê này. Hôm qua các bạn tính toán rồi. Nếu sạc đầy cái cục pin 20 mấy ngàn miliampe. 25.000 miliampe. Mà sạc đầy cái máy này cộng cái máy này đạt sạc đầy rồi á, 7.500 nữa. Được 3 lần. Pha được bao nhiêu? Hơn 3 lần, hơn 3 lần. Cục này 7.500 là hơn 3 lần. Hơn 3 lần. Thì coi như là được mấy trăm ly cà phê á, nếu mà xài nước nóng á. Đây các bạn, cục pin của mình nè. Em Dương mới đem qua, cục pin này là cục pin siêu đặc biệt ha. Đó, có logo Mining Rider. Từ nhà sản xuất luôn, Limited Edition. 0/99 luôn. Có tên website đây, miningrider.com đây luôn. Và đặc biệt cái dòng chữ McLaren của BMW ở đây, hãy làm cuộc đời là những chuyến đi. Bên trong là những cái lõi pin của Samsung cực kỳ đẹp. Và đặc biệt là có cái đèn ở đây. Cái đèn ở đây thì mình phải mở cái nguồn. Đây. Bấm cái nguồn đây. Đó. Trong lúc mà nói thêm về cục pin thì cái ly cà phê vẫn đang chạy tới cái đèn số 3 nha các bạn. 1, 2, 3, 4. Giữ im. Đó. Wow. Các bạn thấy đã không? Đây là cái cục pin cam pin. Kim đèn luôn. Kim đèn luôn. Đèn ngủ. Lần đầu tiên mới có một cái dây đèn gắn bên trong cái cục pin trong suốt này các bạn.
Đó, một bình này thì mình đang dự tính sẽ, hoặc có thể là mua cái này để ở đầu giường làm đèn ngủ. Đúng rồi, đi cắm trại. Đèn ngủ dự kiến sẽ được bán tại website My Green Raider với số lượng rất là giới hạn trong thời gian tới ha. Mình sẽ cập nhật, và các bạn nào pre-order đặt hàng thì mình sẽ sản xuất theo cái số lượng và có thể tùy biến khắc tên các bạn lên cái vị trí còn trống này luôn. Rồi, cái đèn thứ tư đang chớp chớp. Bao nhiêu phút rồi? 3 phút 6 giây rồi. Thì đúng là 3 phút 30 giây. 3 phút 30 giây. Xe đó. Đó thì đây là cái mẻ thứ 3. Và với một cục pin này thì theo nhà sản xuất là quảng cáo nếu mà dùng 50ml nước lạnh chiết xuất được 4 đến 5 ly thì đã bây giờ là ly thứ 3 rồi. Thì khá là tương đồng với cái lời quảng cáo của nhà sản xuất. Đó, bây giờ nó chiết xuất đang chiết xuất các bạn. Đó. Chạy nè. Đó. Không đụng anh. Vừa đủ cái lượng cà phê ở đây luôn. Đây là cái ly họ cho sẵn, họ chụp vô trong cái, để rất là tiện. Máy pha cà phê. Mình chụp cái ly vô mình để trên bàn nó, mình không quan để tâm. Trên bàn luôn. Trong thời gian đó mình có thể lướt Facebook là, hay làm cái gì đó. Chính xác là 3 phút 30 giây thì quá trình chiết xuất bắt đầu các bạn. Là lúc đó nước nóng ha. Xong ly cà phê luôn. Xong ly cà phê thì hơn 4 phút một chút. Khi nào cái máy nó ngừng luôn á. Đó. Còn vẫn còn chút xíu nè. Không, cái máy nó ngừng thì nó mới hết cái thời gian chiết xuất. Rồi. Đó, giờ xong. Đúng 4 phút 17 giây các bạn. 4 phút 17 giây ha. 4 phút 17 giây thì cái ly cà phê chiết xuất xong được bằng cái capsule. Capsule nè ha. Đó, capsule nhắc lại các bạn là cà phê viên nén, họ làm sẵn họ bỏ trong cái hộp như vậy bằng nhôm. Mình gắn vô thôi, mình khỏi cần xay, khỏi cần giờ bắt đầu mình lấy ra nè. Đó. Đây, ly cà phê. Rồi. Calim nhìn lại cái lớp Prema này có đánh giá sao đây chuyên gia? Với cái viên capsule này nha, thì cái lớp Prema nó sẽ mỏng, nó không được nhìn dày như cái loại cà phê mà nãy mình xay. Thì thực ra là cái capsule này nó cũng là một cái giải pháp để cho mình có thể uống nó nhanh gọn thôi. Chứ nó không bằng không bằng được cái mình tự xay, mình tự chiết xuất. Thấy chưa? Đây chuyên gia. Chuyên gia Mạnh Phở Trang. Đây em với anh Mạnh uống cái capsule này anh Mạnh. Thử đi. Thì cái lớp crema của anh này nó không bằng. Không bằng. Cái body chắc chắn là không bằng rồi đó. Cái lớp crema là lớp cái giống như lớp bọt các bạn ha. Nhạt hơn. Đó. Cho mình thử miếng nha. Đây, cái ly. Thì đúng rồi, cái capsule này không bao giờ mà bằng cà phê mình xay tại chỗ cả. Anh Bình đưa ly rót. Nó chỉ là một cái giải pháp cho mình tiết kiệm thời gian, nó nhanh gọn lẹ. Rót thử cái capsule của Mạnh Phở Trang mới vừa mua rồi. Thử miếng cho ý kiến. Thì cái capsule này được cái lợi này này là bây giờ mình chiết xuất xong, mình mở ra, mình không có phải vệ sinh dương như là cái mà mình xay, thấy không? Mình nhấc cái cục này ra, mình quăng xò rác là nó rất là sạch nè, thấy không? Rất là sạch luôn. Đó. Nếu mà bạn nào mà tiết kiệm hơn thì có thể trồng hạt, trồng cây vô đó. Đúng rồi, trồng cây vô đây. Mà. Lấy cái này về trồng cây vô trong cái này luôn. Lột cái miếng nhôm đây. Đây là mới review cho các bạn coi nè. Sau khi mà quá trình nó chiết xuất á thì các bạn thấy nó đục lỗ không? Đó, nó đục lỗ đây. Đục cả trên cả dưới luôn. Đục cả trên cả dưới ha. Là dưới cái đít này có 3 cái lỗ này. Dưới đít là có 3 cái lỗ giống như cái dao nó cắt vậy đó. Và nó đưa áp suất nước vào. Và nó lọc ha. Đó, nó làm còn cái còn nguyên nè. Đó, là bằng cái nhôm mỏng ha. Chứa cà phê trong này. Không, cái lúc anh vặn á là nó đã lủng rồi, đúng rồi. Đó, có những cái dao nó đâm lủng. Còn cái dao là đâm ở bên dưới. Ví dụ cái dao là nó đâm dưới này. Đây này anh thấy có 1 2 3 không? Nó sẽ đâm rồi, trước. Rồi sao Dương uống thấy sao? Nó nhạt hơn cái này. Nhạt hơn. Cái này là nhạt hơn ha. Sữa tắc béo làm latte uống. Latte. Nhưng mà đúng latte vẫn không ngọt bằng cái kia anh. Nhạt hơn. Cái kia làm latte sẽ ngon hơn. Nhưng mà cái viên nén này tiện thôi, nó chỉ được cái tiện. Không ngon bằng cà phê từ hạt xay ra nha các bạn. Nha. Không ngon bằng cà phê từ hạt xay ra. Ủa công lúc nào cũng sướng hơn rồi. Từ ngon hơn ha. Từ hạt xay ra gọi là nếu muốn ngon mình tay. Cứ quay tay thôi. Quay tay. Mình tốn thời gian thêm xíu nhưng mà mình được cái ly cà phê ngon với cái
cái mà mình cần. Cái lớp Rama nó dày hơn, đẹp hơn. Tự xay xong bỏ hũ. Rồi nếu mà mình mua cà phê bột mà cái những người mà hay uống cà phê phin á, thì dùng máy này được không? À, cái bột mà xay cho cà phê phin thì nó không phù hợp ở đây với cái máy này. Tại khi mà chiết xuất với cái bột mà xay thô vậy á, nó chiết xuất rất là nhanh, cho nên cà phê rất là nhạt, nó chỉ rửa trôi thôi. À. Chứ nó không có chiết xuất được nhiều những cái thứ tinh túy ở bên trong cái bã cà phê ra ngoài. Nhưng mà anh có cà phê họ xay rất là mịn cũng khá là tốt. Đúng rồi, thì khi mà mình mua một cái sản phẩm hạt cà phê ở Starbucks hay là mấy cái chỗ mà bán hạt á, mà họ có hỗ trợ mình xay sẵn á, thì càng tốt. Như ngoài Starbucks có này, và cái máy xay của họ cũng tốt, cho nên mình mua hạt và mình nhờ nhân viên xay sẵn cho mình luôn. Thì mình đem về thì cái bột cà phê đó nó sẽ phù hợp hơn. Mình kêu, mình dặn bạn nhân viên là xay cho pha espresso. Espresso. Rồi cho mượn lại cái máy xay của Kalim. Thì hiện tại trên thị trường có rất là nhiều cái máy xay các bạn ha. Rất nhiều máy xay. Thì trong thời gian tới thì Mai Nguyên cũng sẽ đưa về một số cái máy xay và cũng sẽ test để các bạn có một cái so sánh ha, cái máy xay trên thị trường để các bạn đầu tư. Em mở hàng một cái máy pha cà phê nha. Mới vừa quay chưa xong clip đã có người em mua luôn. Đó, hai cái các bạn thấy ghê chưa? Đó. Nói em lấy cái màu trắng mà. Cháy hàng luôn, còn ông này nữa chết rồi. Ba cái luôn rồi. Rồi, mạnh không có luôn. Các bạn thấy chưa? Bây giờ mạnh mua là phải mua lại qua những người này. Rồi, giờ giá đẩy giá lên anh. Giờ anh em mình mới thỏa thuận một cái giá. Giá Nhật, cái máy này giá nhiêu Nhật? Bây giờ giá của anh Navi là bao nhiêu? 3.409.000 hay sao? 3.6. Ok. 3 triệu. Anh muốn mua là 6.3. Đây đây đây. 3.660.000. Đâu lấy hết ba màu ra cho mượn cho anh coi. Rồi giờ mình pha đến màu. Cái ly thứ tư đi. Rồi pha ly thứ tư. Coi cục pin này đúng như nhà sản xuất họ rồi. Công bố không? Như nó có báo pin đó, mình bấm một lần. Không không, giờ mình à, dạ. Chiết xuất. Anh bấm một cái thôi. À, không. Còn hai nấc này. Còn hai nấc nhưng mà mình chiết xuất đi. Thôi chiết cái kia đi, này không ngon. Cái này không ngon đâu. Cà lem chiết kia uống hai em mình uống lên. Không có sẵn. Rồi, có sữa đây. Có sữa không? Có sữa không? Rồi đây này các bạn, giới thiệu bạn là cái sản phẩm này nó có 5 màu lận. Một hai ngày nữa nó về đầy đủ ha. Thì đây là cái màu đen. À lộn, đây là cái màu trắng ha. Màu trắng này các bạn thấy dễ thương không? Đó. Ông Bình ông rồi dành màu trắng. Có màu đen nè, đang rồi, màu gì nữa? Màu hồng, màu xanh. Đây màu trắng các bạn. Quá đẹp. Trắng đen ha. À, trắng đen rất đẹp các bạn, màu trắng. Rồi đây là cái màu đen nãy giờ mình với Kalim đang pha rồi. Và đây là cái màu hương. À, anh là thích màu hương, anh Bình thích màu hương không? Đây các bạn, wow, rực rỡ chưa ha. Còn hai màu nữa sẽ về trong hôm nay và ngày mai, thì tất cả là có 5 màu. Đó, mình sẽ cập nhật đầy đủ trên website. Rồi bây giờ tiếp tục ha. Nhật xuống tủ lạnh lấy cho anh miếng sữa nha. Rồi bây giờ Kalim sẽ pha tiếp một cái ly thứ tư. Thì theo như nhà sản xuất là pha với 50ml nước lạnh á, là pha được 4 đến 5 ly. Thì bây giờ là ly thứ tư rồi nè, là đúng như quảng cáo luôn nha. Mà nếu mà pha xong cái này mà mình coi cái mức pin vẫn còn á, là họ quảng cáo đúng như quảng cáo nha. Không có quảng cáo sai sự thật. Rồi. Đó. Ly thứ tư sẽ pha một miếng sữa để cho mọi người uống với một cái hương vị cà phê sữa Việt Nam thông qua cái máy này. Đó thì nó cũng sẽ tiếp tục đo và tầm khoảng chừng 4 phút ha. 4 phút 30 giây. 4 phút là bắt đầu nó chiết xuất, khoảng 4 phút 30 giây là xong cái ly cà phê. Thì nãy là mình đo là chiết xuất 4 phút 30 giây với cái capsule. Nhưng mà cái capsule này em nghĩ là họ xay ở cái mức thô. Nên chiết xuất ra cái mức nước nó nhiều hơn. Nên nó nhạt hơn. Nó chiết xuất nhanh hơn. Còn cái này là mình xay mịn. Với cái mức xay của em là cho máy pha espresso. Thì nếu mà mấy cái máy pha cầm tay mà tạo hơi bằng tay á, với cái mức xay này là không chiết xuất được. Nhưng mà cái máy này chiết xuất được. Nếu mà anh đi chơi không có thời gian và không có chỗ để thì anh xay sẵn ở nhà đó. Đúng rồi, anh xay sẵn thì một bịch. Nó có một cái bình, có nghĩa là cái bình để trữ cà phê, nó có cái van á, là đầy không khí từ trong ra ngoài. À. Anh mua cái bình đó, anh xay sẵn, anh bỏ vô.
anh bảo quản được cả tháng. Cả tháng luôn. Hạt này rang ở mức medium dark. Medium dark. Với cái thị trường của Việt Nam là medium dark. Còn đối với Starbucks thì cái này là mức rang medium của nó thôi. Nhưng mà cái này là 100%. 100%. Arabica Đà Lạt. 330.000 một. Nên bữa em có nói anh đó, cái máy rang của nó xịn lắm. Đây giờ bắt đầu chiết xuất nha. Đúng 4 phút là bắt đầu nó quá trình chiết xuất. Thì với cái cà phê này mình tự xay và mức mịn của nó mịn hơn cái capsule này, cho nên nó chiết xuất sẽ đậm hơn và lâu hơn. Đó, nhắc lại với các bạn này là sạc đầy cái này nếu mà pha bằng nước lạnh thì được 5 ly. 4 đến 5 ly. 4 đến 5 ly. Còn nếu mà các bạn pha bằng nước nóng, sạc đầy cái cục pin 7500 này thì pha được 200 ly. Nếu mà đầu tư thêm một cục pin dự phòng này nữa là nó lên tới thoải mái luôn. 600 ly. Nhưng mà một giải pháp nữa là mình có thể là đem một cái bình giữ nhiệt mình nấu sẵn, mình bỏ vô trong, mình đem theo. Nếu mà đi mô tô các bạn, thì các bạn mua một cái bình giữ nhiệt, nấu nước sôi, bỏ đầy nước sôi trong cái bình đó, vặn chặt lại và đem theo. Thì khi nào cần pha cà phê mình đổ cái nước sôi đó vô pha thì nó sẽ nhanh. Đây, thì rồi. Với cái cà phê mình tự xay thì cái mức mịn nó mịn hơn, độ đậm nó đậm hơn, cho nên nó chiết xuất sẽ lâu hơn, khoảng mấy giây. 5 phút. Rồi thì coi như là mình được một ly cà phê hoàn chỉnh. Đó đây quay lại lần tiếp theo rồi các bạn thấy cái lớp Brema ở trên nó dày hơn, dày cái kia. Dày đặc hơn luôn. Đẹp hơn, dày đẹp hơn. Hả? Và cái này có thể dùng pha latte hoặc cabu rất là đẹp, rất rồi, là ngon. Có một cái ly sạch cho anh Kalim pha thử một ly cà phê sữa đậm đặc Việt Nam coi với một cái lượng cà phê này coi. Không, mình cà phê sữa Việt Nam. Rồi, nhiều quá không? Thôi. Không, cái này là khoảng tầm 20ml. Rồi. 20 này. Đó, giờ mình đổ này vô. Kalim không cần muỗng đâu các bạn nha. Pha cà phê là không có cần muỗng mà chỉ cần đánh bằng tay thôi. Đó. Nếu mà các bạn uống đường các bạn cũng đừng có đem muỗng ra quậy. Các mình bạn xoay xoay chút này. Xíu đường các bạn xoay đều là nó tan ngay à, chứ không cần phải quậy. Âm. Thì trong quá trình mình đánh như vậy nó dậy lên cái bọt đã lắm, đẹp lắm. Không cần phải lấy muỗng quậy. Nào. Rồi ok. Chia ra đi. Rồi cho ngừng miếng cà phê sữa nè. Cái sữa này nó còn lạnh á. Vẫn còn ở trong á. Vẫn còn. Em lắc thêm xíu nữa. Rồi như vậy là cái này có xứng đáng đồng tiền bát gạo hay không Kalim? Xứng đáng này. Xứng đáng hả? Em trải nghiệm xong là em muốn mua liền. Muốn mua liền phải không? Em mua xong là em thanh lý bớt hai cái ở nhà. Chuyên gia cà phê. Sau ở khi nhà thấy nhiều máy lắm. Sau khi thấy cái máy quá tiện dụng và thực tế các bạn. Là em về em bán hai cái máy ép luôn á. À, thực tế tiện dụng. Đó là cái quan trọng nhất. Thơm anh, nhưng mà quan trọng là anh quan trọng anh phải bảo quản tốt. Còn nếu mà anh tốt nhất em vẫn là khuyến nghị là dùng hạt. Anh dùng hạt rồi anh tự xay. Thì nó sẽ ngon nhất, ngon nó hả? Tươi nhất. Thì giống như là anh kiểu như anh làm bò beef steak đi. Thì cái miếng bò tươi thì nó sẽ ngon hơn rồi. Thì cà phê nó cũng vậy, đồ ăn nó vậy mà. Buộc kín không, nhưng chưa chắc anh. Anh phải có cái anh phải có một cái chuyên dụng cái bình. Một cái bình chuyên dụng để bảo quản cà phê. Bảo quản. Thì, bình chân không có nghĩa là anh bỏ bột cà phê vô anh phải bơm cái không khí bên trong á đi ra ngoài. Tại vì không khí nó sẽ có một cái độ ẩm nhất định đối với cái khí hậu nhiệt đới của mình. Để kiểm tra cái máy này còn pin hay không. Dạ, mình bấm một cái. Đây, giờ cà phê sữa thì đây nó còn một nắp pin này. Pha được từ 4 tới 5 4, ly. 5 ly. Mà nãy đến giờ mình pha được 4 ly 4 rồi. 4 ly bằng nước lạnh. Vẫn còn pin nha, tủ lạnh là rồi. Đúng theo như quảng cáo. Thì vẫn còn một cái nắp pin. Có thể pha được một ly nước sôi nữa. Nếu mà nước tủ lạnh có thể không đủ. Nó không đủ chạy trong vòng 4 phút ha. Như vậy là cái quảng cáo của hãng này là đúng các bạn nha. Đây. Quay mới anh nè. Đây quay cameraman nè. Cho ông Nhật, ông mất đi lễ vậy. Cho ông uống thử miếng. Cà phê sữa. Là nó cả cái hạt A nhưng mà rất là à, đậm, body ok. Nên bữa em có nói anh đó. Này tiện lợi quá. Tiện ha. Cái này thực dụng, thực dụng. Quá thực dụng các bạn. Nhưng mà cái này nha là đúng theo nhà sản xuất là 23 luôn đó chứ không phải là như những cái nhà sản xuất khác. Ừ. Thì những cái máy khác em có mua em để ở nhà rồi cũng quảng cáo là 23. Nhưng mà chiết xuất không 23.3 là cái áp suất. Áp suất. Để đẩy cái nước đi qua cái bã cà phê. Rồi. Thì cái nhà sản xuất này họ công bố là 23. Ừ. Thì chiết xuất ra cái lớp Brema rất là dày. 23. 23 đó. 23. Em đọc 23. 23. Là cái từ 3, B A R đó.
espresso là espresso espresso thì chiết xuất ra cà phê espresso, nếu mà uống không cũng ngon này, mình uống với sữa đặc cũng ngon này. Đúng giống như là cái khẩu vị người Việt Nam mình hay uống cà phê sữa luôn. Rồi như vậy là khui hộp và review rất là chi tiết luôn, và mọi người ở đây đều đánh giá đây là một cái máy pha cà phê xứng đáng với gọi là đồng tiền mình bỏ ra các bạn. Nếu mà so với một cái viên pin dự phòng thì cái bình pha cà phê này rẻ hơn cục pin dự phòng đó, rẻ hơn cục pin dự phòng và những cái món đồ chơi công nghệ khác nữa, thì cái máy pha cà phê này rẻ hơn những cái món đồ chơi công nghệ khác. Thì nếu mà các bạn mua một cái ấm này ở ngoài thị trường á, một cái ấm bình thường này khoảng cũng 1 triệu mấy rồi, 1 triệu mấy mà xịn nữa, mà bản đặc biệt như cái này cũng 2 triệu mấy rồi đó. Rồi phải mua một cái bếp, rồi một cái bếp nồi. Này cũng mua bếp bếp xịn cũng 1 triệu mấy 2 triệu rồi đó. Nhưng cái bếp này cũng 3 triệu rồi. Đó, bếp Soto có bán ở Mai Nguyên, rồi mua bình ga đó, rất là lĩnh ca lĩnh kỉnh, mà bình ga 100.000 nữa, máy xay mà cái kiểu như mình mà cứ chạy xe không có đủ thời gian để nghỉ ngơi ăn uống, mà xách cái đống này ra mà set up xong mà có được ly cà phê uống cũng khá mệt mỏi. Cho nên cái giải pháp này nó phải nói là quá tiện. Mình với Galim vừa thử thêm cái cách là vừa chiết xuất mà vừa sạc cho nó, thì nó không nhận. Nó không nhận các bạn ha. Thì cái này là có thể là do nhà sản xuất họ tính toán cái độ an toàn của cái máy này. Tại vì vừa nấu nước nóng á mà vừa sạc thì cục pin nó sẽ nóng, và ở phần trên này cũng nóng, thì nó sẽ làm mất an toàn cho cái cục pin. Tức là các bạn sạc đầy nó rồi dùng, khi nào hết thì các bạn tắt nó đi và các bạn sạc cho nó ha. Chứ còn mà vừa sạc mà vừa chiết xuất thì không được. Hết pin, nó vừa báo hết pin luôn anh. Mình với Kalim làm thử cái này thứ 5 vừa pin. Là nóng lên một cái bắt đầu chuyển qua cái phần chiết xuất là nó hết pin luôn ạ. Cho nên bây giờ mình cắm sạc. Đó thì vừa hết pin, vừa hết pin thì các bạn biết là cái lượng cà phê và cái vừa sạc vừa anh phải gắm trước. Gắm trước. Anh phải gắm sạc trước chứ nó đang chạy rồi là anh không. Đúng rồi. Mình phải cắm trước xong mình khởi động máy thì nó mới chiết xuất. Vừa cắm, sạc vừa chiết xuất. Cắm pin vô. Sau đó mình khởi động máy lên. Chứ đừng có đang, xong rồi bấm chiết xuất mà cắm pin thì không được. Rồi sau đó thì nó sẽ tiếp tục quá trình chiết xuất ha. Thì đúng là cái máy này pha được 5 ly các bạn. Rồi xong đó. Đúng rồi. Cái cục pin nhỏ chút là 5000mAh vẫn đang sạc các bạn. Tức là trong quá trình mình này, đang chiết xuất là nó sạc này. Trong quá trình mình đang chiết xuất và đang làm thì mình gắm pin vô nó không có nhận. Nhưng mà với lúc nãy á, pin con này là nó xuống còn 3 chấm thôi. Nãy mình dùng là chỉ còn 3 chấm thôi. Mà nó chiết xuất được 4 đến 5 ly rồi. Là đúng theo như cái thông tin của nhà sản xuất cung cấp. Rồi Kalim lấy cái mẻ cuối cùng ra thử rồi. Vừa pha cà phê sữa luôn thôi. Pha miếng cà phê sữa. Này, nóng hổi bốc khói rồi thôi. Wow. Pha thứ 5 các bạn. Pha thứ 5 thì vừa hết pin luôn. Thì lớp Prima rất là mịn, dày nè, đẹp nữa không? Mà nãy là mình pha cà phê sữa cho mọi người uống, mọi người đều khen. Rồi, pha miếng đều, đều thấy nãy ngon. Chưa được uống cà phê sữa, Kalim pha. Ok. Những cái viên pin dự phòng ở đây các bạn thấy cũng lợi hại ha. Đó. Cục pin dự phòng, quá nhiều đồ chơi, quá nhiều công nghệ luôn. Sạc được cho cái máy pha cà phê luôn. Các bạn thấy thời buổi công nghệ không? Quá thuận tiện cho cuộc sống. Ví dụ mình uống được mấy ly nó hết cái pin trong cái máy này ha, thì bắt đầu ví dụ mình hay chạy xe đó, mình chạy tiếp thì trong quá trình chạy thì mình gắm sạc và mình bỏ trong cái cốp xe. Đó thì mình chạy tới nơi là nó đầy pin rồi. Rồi giờ ly rồi. Cà phê sữa cuối rồi, cuối ngày nha. Vô Kalim. Vô. Giờ đi chờ sướng quá ha. Tiện lợi. Cầm một cái bình này các bạn, như cái bình nước bình thường không ai biết là cái bình gì luôn đó, nhưng mà là một cái máy pha cà phê tất cả trong một, đun nước nóng này, chiết xuất này. Rồi cảm ơn Kalim rất là nhiều, hẹn gặp lại ở những video sau tiếp theo về chủ đề cà phê là sẽ có Kalim. Mai mốt mình review máy này nha Kalim. Dạ. Những cái bình này sẽ có mặt tại Mai Nguyên trong những ngày sắp tới thôi. Không, mình không biết. Mua có gì vui đây anh Bình à, anh Bình mới mua một cái bình màu đen các bạn đó. Cảm ơn anh Bình là người đã mở hàng, mặc dù cái video này chưa lên sóng
mời ông tới uống cà phê mà ông mua luôn. Còn ông Dương Trần thì ly đó. Em kiếm một cái ly này nó vừa vô đây nè. Ông Dương Trần thì tới cái quầy ly két titanium nè. Ông lấy được cái ly này. Vừa viết luôn. Đó. Cái ly này vừa ha, nếu các bạn không có lấy cái không có lấy cái ly nhựa. Không dùng cái ly nhựa nè. Cái ly nhựa của hãng cho nè. Thì các bạn mua cái ly két để vừa y luôn. Titanium vừa luôn ha. Em thì nó sẽ anh Nguyên chữ Mai Nguyên có vẻ hay hơn không? Rồi rồi rồi, đồng ý luôn. Cái nhẹ luôn này. Ừ. Cái ly kia nó bị thấp mà. Ly kia thứ nhất là thấp, thứ hai là bằng ly giấy. Khi mà mình mở ra nó hơi bị phức tạp á. Ừ, được cái ly này chỉ được ở trong số thôi. Trong nó hơi đục đục. Nhưng mà lúc mà mở ra nó hơi phức tạp đó. Cái này anh để được nhiều hơn. Cái này anh không gian nó nhiều lắm. Yeah. Đúng rồi. Quá trời luôn. Uống đã luôn ha, quậy đã luôn mà vừa khít luôn. Cái này có quay biết vừa. Cái này nó đi xuống luôn. Trên xuống dưới luôn. Cái này là vừa đẹp, nó vừa nằm ngay chỗ đó vòng cao su á. Cái bản này là bản ly không có quay thì vừa nha. Vừa luôn. Chọn cái bản 220 ml này, 7.4 OZ. Titanium 220 ml. 7.4 ao này. 7.4 ao. Thì cái bản này là vừa fit với cái máy luôn. Đây. Ly titan mới lên sóng, mới lên kệ tối hôm qua. Rất là nhiều mẫu ly titan các bạn. Đó, dễ thương lắm ha, ly nè, lúc chút. Quá đẹp luôn nè. Rồi, cảm ơn Kalim rất là nhiều và mình xin phép kết thúc video này đây. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chào tạm biệt mọi người. Chào khán giả luôn nè, ba khán giả thôi uống cà phê. Boom.